Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Miền Trung VN. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiều nay rảnh rỗi về quê ra đồng với cùng ông bà già vợ. Ông bà già vợ giờ đang cuốc đất để tỉa đầu đầu lạc, còn gọi là đầu phộng đó. Rồi giờ ông bà già đi sớm rồi. Cuốc được cũng một nửa đám đất rồi, ông cuốc hàng rồi, và bên cạnh đó thì cũng đã tỉa được một nửa rồi. Đó, đây là những cái luống đậu đã được trồng xong, đã gieo hạt xuống. Những cái rãnh lớn lớn này là để tỉa mì xen canh vào đó. Còn những cái đường rãnh nhỏ nhỏ này là đã được tỉa đầu xuống. Là bà má của bà xã kia là áo trắng, kia là ông ba của bà xã, còn kia là bà thím ở hàng xóm của ông ba với bà má. Có mỏi lưng không thím ba? Mỏi lưng không? Làm không mỏi. Đó là thím ba đang bỏ từng hạt đậu xuống, tỉa đậu bỏ xuống để gọi là gieo đậu á. Ông ba đang cuốc hàng, cuốc từng hàng lấp những hạt đậu xuống. Uống nước đi ba, uống nước đi. À, kia xa xa là có đoàn tàu tàu lửa, tàu chở hàng đi ngang. Để quay cảnh cảnh thím ba bỏ từng hạt đậu xuống nè. Ờ, thím ba bỏ lẹ quá hả? Thím ba bỏ xong rồi ông ba ông cuốc ông lấp lại hả? À. Kia là bà má bà rải phân. Phân gì đó mà má? Phân lân hả? Bỏ đậu xong là rắc phân lên. À, một người bỏ đậu, một người cuốc hàng. Một người cuốc hàng, một người bỏ đậu, một người rải phân. Máy mưa phùn phùn mà nó có ướt máy. Có hai em nhỏ đi theo chơi, vui chơi về quê, thấy ông bà ngoại tỉa đậu cũng theo về chơi. Đứa nhỏ theo về chơi á. Đây là quang cảnh của ruộng vườn của những người nông dân.
Cái này rồi bao lâu nữa mình sen mì vào ba? Có sen mì vào không ba? Xong rồi trồng keo à? Năm nay không không có xuống mì hả? Trồng keo đấy hả? Mấy cái rãnh lớn lớn này nè. Chỗ cắm. Trồng keo còn rồi cái đĩa trồng keo một cái già quá, cái già phải bỏ một con. Phải bỏ rồi. Còn cây cái cây mới tốt. Nó già quá. Giờ làm cái tốt này giờ làm có sữa rồi. Dự kiến là ông bà để trồng đậu xong rồi ít bữa nữa trồng keo lâu năm. Năm năm thu hoạch. Thiên Ba bỏ đậu, học đậu nó đều ghê, khoảng cách nó đều ghê á. Bà cuốc hàng xong rồi Thím Ba bỏ hột đậu giống xuống rồi bà má rắc phân rồi ông ba đi, tiếp tục đi lấp lại hả? Lâu lâu về quê rồi ra vườn quay cái cảnh ông bà làm nông. Hôm nay quay lại đăng clip lên cho mọi người ở phố biết cái cảnh nhà nông làm như thế nào, gieo đậu rồi trồng trồng cây trồng cỏ như thế nào. Bên này đất trà đã được cuốc sẵn rồi. À. Ở đây, cái chỗ đó bỏ đậu cho mà con dọn lên này bằng cung. Chưa. Ra là dẫm nén hết đất của ông bà ngoại. Là người nông thì bán lưng cho đất, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Kẻ cuốc người. Ông già ông nói kêu cái đất ở đây mỗi năm mới thay đổi cái cây trồng. Trồng mì xong mà mì năm đầu đạt rồi năm thứ hai mà không đạt nữa thì chuyển qua cây đậu. Cây đậu xong mà không đạt nữa chuyển qua cây mía. Cây mía không đạt nữa lại bây giờ là chuyển qua cây keo, trồng keo. Trồng cây cao sản, cái tràm cao sản, bạch đàn cao sản. Chính giờ đấy các ông bơi. Cái đó là bà má vừa cuốc lấp đậu mà vừa cuốc cái rãnh rãnh để chuẩn bị rãnh trồng keo đó. Đây là cái hũ đậu giống. Xa xa kia là có đường rời xe lửa.
hạt đậu đã được tỉa xuống. Tỉa xong rồi rải phân xong rồi lắp lại. Vừa cốt vừa lắp lại, vừa chưa rảnh để trồng cây keo cho nó thẳng hàng. Là cảnh của người nông dân vất vả ngoài đồng áng, làm thì vất vả nhiều nhưng mà lợi nhuận kinh tế thì không được bao nhiêu. Vất vả của người nông dân là thế. Đi tới đi lùi nó dính chân đó con. Wow. Này có từng hạt đậu nè, có từng hạt đậu. Hạt đậu đã được tỉa sẵn xuống. Đó, bây giờ là phải có người lắp lại từng cái nhặt cốt lắp này như thế này. Hồi năm ngoái mình tỉa bằng cái xe máy kia nó không hiệu quả, năm nay tỉa bằng tay bằng cuốc thủ công. Vậy con ra chỗ kia đi, năm ngoái tỉa bằng máy đất cuốc ngay ngon hết rồi, tỉa máy nói không hiệu quả thì cũng đúng, nhưng mà cái máy nó xuống hạt đậu nó không đều, cây có cây không nó bị thưa à. Chứ còn hạt đậu thì cái đầu nó vẫn ra vẫn tốt, vẫn xinh đẹp. Bé nhỏ nó chơi cái trò gì đây, nó bỏ đất vô cái tô rồi nó dầm ra nó chơi vậy. Đây là thao tác của người nông dân trồng đậu, vừa lấp hạt đậu mà vừa cuốc rãnh. Đây là những hạt đậu đã có sẵn, đã được gieo sẵn xuống.
tỉa hột, tỉa hạt giống xuống một người, rải phân. Vừa cuốc hàng xong là phải rồi. Rải phân tỉa đầu xuống. Thì ba cái tay cánh tay đang thoăn thoắt bỏ từng hạt đậu xuống. Chia khoảng cách rất là đều. Mấy đứa nhỏ là theo ông bà ngoại chơi để biết ông bà ngoại làm nông như thế nào. Lâu lâu về quê cho đi chơi lên đồng lên để chơi thoải mái. Có dừng té đó con. Ba con chừng té xuống đó đó nha. Ba biết rồi. Cái gì đó à, củ mì, củ mì sót lại, củ mì của cái mùa vụ vừa rồi thu hoạch xong nó còn sót lại đó. Thấy các bạn thấy cái cảnh người nông dân làm việc thấy vất vả không? Vất vả thì nhiều, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng mà kinh tế thì không mang lại được bao nhiêu hết. Chủ yếu làm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Chắc có lẽ video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc các bạn và quý vị có những giây phút thư giãn thật vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.